ấy đâu. Vậy cái nghe gì đâu? Cái lúc người ta bẻ ấy, xong rồi nó đập, cái bếp dập nó xù lên thôi, chứ không phải là... Chào cả nhà. Rất là đông anh em đang tập trung và xem một cái cây tùng, cái tùng lá Hán ở miền Nam thì gọi là cây vạn niên tùng. Chẻ lý do gì không mà lại mọi người thấy đông thế? Cái nó lâu lắm thì nó liền. À không, cái con này cưa, con lấy bổ, nhả 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 thôi chứ không phải là trẻ á, nhả bổ, ha lại gặp bổ chứ không phải là trẻ. Có cái gì mà đứng đây đâu đông thế hả? Không bao giờ dịch. À giao dịch cây tùng này hả? Lốt đấy lúc nào? Ồ, lốt này nhả rồi, lốt nhả. Không bao giờ cưới. À, triển lãm Hưng Yên. Bây giờ đang ở đây mà anh? Tay không ở đây. À đấy ạ. À. Anh chủ đâu? Gọi gọi giúp em đây. Anh chủ đâu ạ? Chủ mới, chủ cũ đâu? Anh chủ á? Anh cứ tìm treo ai đội mũ cối. Cứ tìm treo đội mũ cối nào. Cối đâu? Mũ cối ơi. Đây là chủ mới à? Chủ chủ mới đấy. Chủ cũ đâu? Chủ cũ đâu? Đây đây chủ mới trong miền Nam. Mới đây. Đâu 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 cho em xem cái mặt cái nào. Anh ơi, anh gì đẹp trai ơi, anh gì đẹp trai, mũ cối ơi, mũ cối thôi ra đi. Bây giờ rẻ thế mà. Bây giờ đây rồi, xuất hiện chủ mới rồi. Thế anh chủ cũ đâu ạ? À hai anh em à. Rồi hai anh em bàn giao phát biểu là cho em cảm nhận gì ạ? Vâng, cây này là chúng em mang ở trong Sài Gòn ra, vườn ở dưới Đồng Nai. Anh à, chủ nhân chúng em ở trên Sài Gòn thì có mang ra ngoài này ở triển lãm trên của sinh vật cảnh của tỉnh Hội Lương Yên. Đấy, và hôm nay thì chúng em cũng rất là vinh dự và vui vì được chuyển anh em ở ngoài này là bác tỉnh đây là rất thích cây này và chúng em cũng đã nhượng lại cho bác. Cây này tại hội triển lãm. Xin rất chi là chân thành cảm ơn ban tổ chức và của Hưng Yên đã mang được đến sân chơi rất chi là vui và đông đảo anh em chúng em. Để anh em ba miền bốn miền được kết nối giao lưu với nhau. Xin chân thành cảm ơn. Miền Nam làm bạn miền Bắc thì cây này giá trị lớn không đồng chí? Dạ vâng, cũng giá trị cũng tương đối lớn ạ. Anh cho em hỏi tí là con số cho anh em vui. À con số à? Là con số bây giờ phải nhường cho bác chủ mới đây nói. Bác này mua. Đầu tiên là em cho em hỏi anh một câu là vì sao anh lại thích cái cây này? Và em thích từ bệ thân dễ tay cảnh. Cảnh nó thật ra em nhòm rất nhiều tùng rồi nhưng mà không có cái tùng nào mà để em ưng ý như là cái tay kia nó ve như thế. Vâng. Đấy. Ở chân nó thì như chân xanh, chân móng nó như xanh. Vâng. Vô cục nhiều rồi. Vâng. Thích rồi. Thật ra nói thật luôn không khai luôn, chẳng giấu gì, tôi mua đúng 1 tỷ 150. Chẳng giấu làm gì cả. Mình thích là mình nói thôi, sao sợ gì đâu. Mà nói đúng. Sau đấy ông phát bao nhiêu quyền của ông nó. Còn, ok, okay mình xin được mình bán nhiều mình bán thì vượt, vấn đề gì đâu. Còn mình thích là mình mua thế thôi, không vướng gì cả. Anh đến từ đâu đấy ạ? Em đến từ Văn Giang. À. Quê hương mình đây. Đất cây cảnh đấy. À. Văn Giang là đất cây cảnh Hưng Yên. Tức là đồ đẹp thì giữ lại Hưng Yên. Giữ lại quê hương. Chúc mừng các anh. Thế mà ông chủ trông như thế này mà lại xấu hổ không muốn cho quay chán chưa anh kìa. Tại sao ông phải xuất hiện? Ông phải xuất hiện để làm vẻ vang Văn Giang. Chỉ là nó là một cây nó rất đẹp, cho nên là mình trân trọng nó. Nếu ai chưa từng bỏ qua cái này hơi tiếc. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì là nói thật ra cây cảnh nghệ thuật nó đẹp mình chơi. Rồi. Ngày đầu tiên cây này mới đến chơi cây này thì cần chơi cây. Các bác còn đang chuyển sang nó đúng không? Thì ngày em đã tìm hiểu chán rồi, những cây mà miền ở Tùng Nhật cái cầu về toàn 500-700 ra đi đâu. Đấy nhé. Được rồi. Lấy luôn không? Em lấy luôn mà. Xe đây rồi. Ôi cầu luôn rồi. Tạm ơn anh treo đây. Nhưng về đây cái chậu. Đồng chí ạ. Dạ. Anh mà bể đi. Bác cho em quay cái chậu. Con nào đổi bể đi. Thôi rồi. Này kê vào cái vị trí giữa sân này. À thế này. Làm với em chân dài. Đúng không? Chẳng qua để vị trí này. Cái bác nào vừa gọi chân dài đấy. Đấy, thì đây cái này nó lắp thêm một chân dài đến một cành nữa. Cái câu đấy là nghe anh em thích lắm. Cứ chỗ nào mà có anh Thiệp là chỗ ấy là có cây rổ đúng không? Điểm danh các anh này.
Tự nhiên nay giao dịch ở cái cây vui không anh Trúc? À, vui, rất là vui. À. À. Đấy. Cây tùng rất là đẹp. Ở trong miền Nam thì gọi là cái cây vạn niên tùng nhỉ. Cái cành nguyên chi của nó là rất là mè, nó mọc mè. Đây, cái cành này mè, dẹp hết từ trên xuống dưới. Cái cổ cái nó cũng dẹp. Bắt ngay hả? Đẹp. À, lên luôn. Rồi, rồi xong rồi, xong rồi. Cảm em ơi, phải lưng cao lên cho cái cành nó đỡ vướng vào cây này nhá. Lưng cao lên chút em. Tưởng để chơi xong thì chơi xong thì hôm nay em ngủ không sao, đêm nay em về không ngủ được. Tỉ mốt, một cây tùng quá đẹp. Đêm nay kiểu gì chả thắp đèn ngắm. Lưng cao lên. Người chưa? Vừa đấy anh trai ạ. Không, lưng cao là đi là vượt đấy anh ạ. Đấy, vậy là về Hưng Yên ngày hôm nay lại có thêm một cái giao dịch chuyển nhượng, một cái tùng từ trong Đồng Nai ra triển lãm Hưng Yên và giao lưu với giá trị là một tỷ một năm chục. Đông anh em có bạn vui quá. Rồi. Chúc mừng anh em Hưng Yên, chúc mừng làng cây, tất cả mọi người. Tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.